An Phường Tứ Liên với tiết mục thực hiện tuổi trẻ. Hôm nay Hoàng thượng cho mở hội nghị tại bến Bình Thang cho vời chư quan văn võ cùng luận bàn việc nước. Quốc quản ta đây một lòng muốn cùng triều đình đánh đuổi quân xâm lược. Hoàng thượng chỉ coi ta như một đứa trẻ, không cho bàn luận chính sự, lại còn ban cho ta quả cam này. Không, quốc quản ta tuổi có thể nhỏ, nhưng ý chí đánh giặc chưa bao giờ lung lay, quyết tâm rửa sạch thù non sông chưa phút nào ngưng nghỉ. Hỡi gia nô quần thần, hãy dựng lá cờ của ta lên, hãy thêu vào đó 6 chữ: phá cường địch, báo hoàng ân, quốc quản ta đây dựng cờ cứu nước. Dù là thời chiến hay thời bình, thì tấm lòng yêu nước của thế hệ trẻ Việt Nam vẫn không bao giờ thay đổi. Thế hệ trẻ ngàn đời xưa đã là đứng anh hùng, thế hệ trẻ ngàn đời sau nguyện xin giữ mãi truyền thống đó. Anh em thanh niên Việt Nam ơi! Trong Việt Nam, bao la đất trời.
trao lời.